Chào toàn thể anh em nhé, chào mừng anh em đã quay lại kênh của Nhật Nông Cơ nhé mọi người. Hôm nay cửa hàng em tiếp tục lên sóng giới thiệu đến toàn thể anh em một máy cưa xích tay cụt mini nhỏ gọn nhé mọi người. Em này thì đến từ thương hiệu của Ryobi này, mã số của em này là ES29L nhé mọi người. Đó, mẫu này thì dành cho anh em leo tỉa cành hoặc lâu lâu mang ra dọn vườn rẫy trong gia đình vườn nhà nhé mọi người. Đấy, thì em này trọng lượng của nó là 3,5kg nhé. Đấy, đường kính bê tông của nó là 36 ly. Đó, thích hợp cho anh em xài trong mảng gia đình vườn nhà, lâu lâu hạ gốc cây nọ trong gia đình vườn nhà, lâu lâu mang ra làm là rất là vừa tầm vừa tay nhé mọi người. Đó, thì em này đến từ Nhật Bản nhé mọi người. Đó, đến từ Nhật Bản thì đời này thì nó có cái núm bơm xăng này, nó chế của nó là chế bơm rồ, xài tiết kiệm nguyên liệu tốt, nhạy nổ ổn định nhé mọi người. Đó, lam cái này được sử dụng lam tổng độ dài là 35cm, mặc các cây là 30, xích được sử dụng xích 91 nhé mọi người. Nó xích chung nha. Đây, làm xích rất đẹp, đầu rãnh làm chưa có dập chưa tòe, nước sơn này. Đó, và thứ hai đó là xích này cũng phải được 85-90% so với mới nha mọi người. Đó, rất là mới này, anh em thấy, thấy nước mắt nó này. Đó, dường như đẹp như mới luôn nha mọi người. Đó, ốp lam cái này bạn trực tiếp bằng khóa 10 nha mọi người. Đó, và tăng xích bên này nằm đằng trước này. Đây nó con vít dẹp, đó là con tăng xích nha. Đó, vít bốn cạnh này anh em thấy. Đó, lốc mặt tiền đằng trước đây. Tình trạng máy là zin nguyên bản, bảo hành bao lột lòng 12 tháng nhá. Anh em mua sẽ tặng kèm cho anh em 3 món đồ đi theo máy, buji, rũa tim và buji. Đó thì chưa thiết kế cho mình cái núm bơm xăng. Đấy, đây là cái e này. Đó, để lâu cái xăng anh em sẽ kéo ra như này, giật nó ho tiếng mình đẩy vào là xài bình thường. Đấy, thì lúc mặt tiền nó thì nó hơi chạy chùa nhá mọi người. Đây, những cái này là sên lam của những máy khác đã đâm vào nhá. Đó. Đây, cũng ảnh hưởng nhẹ thôi anh em ha. Và đây là nắp bình chứa nguyên liệu nhớt thải. À, đây là xăng pha nhớt nha mọi người. Đó, nắp đằng trước này là xăng pha nhớt nha. Nắp đằng sau này là nhớt thải để bôi trơn lam xích nha mọi người. Đó, bên phía má hộp giật đây, tem nhãn hiệu Ruby còn nguyên nhá. Đó, tem mã số hiệu của máy này. Đó, còn nguyên mặt má hộp nha mọi người. Rồi giờ em sẽ khởi động cho anh em nghe cái máy nha. Giá của em Ruby S29L này á là 1.900.000 đồng. Đó, anh em nào cảm thấy ưng cái máy cưa xích này mình liên hệ qua đầu số điện thoại 0986289001 đặt hàng nha mọi người. Giờ em sẽ khởi động cho anh em nghe nhá. Xuống là tắt, đẩy lên là xài nhá. Anh em nghe tiếng máy ha. Ganti rất là êm ấm, máy cũng rất là lầm lì nhá mọi người. Đó, nói chung là mẫu Ruby này thì anh em biết rồi, nó nhạy nổ vào tuyệt đối luôn ha. Xài rất ổn định nhá mọi người. Đó, trọng lượng là vừa tầm, trọng lượng chỉ 3,5 kg thôi. Anh em xài trong mảng leo trèo này nó rất là đã nhá. Đấy, em sẽ khởi động lại này. Xích Ruby tay cụt mini mã số là S29L, giá của em này là 1.900.000 đồng. Anh em nào cảm thấy ưng cái máy cưa xích này thì liên hệ qua đầu số điện thoại 0986289001 đặt hàng nhé mọi người. Cảm ơn anh em rất nhiều nha.